thì hiện tại là buổi chiều và mình phải đi học. Mình đi đường tắt đến trường. Mình đi học muộn mọi người ạ. Đây là tiết văn của mình. Quay nó vẫn lệch mà, chỉ có chụp xong rồi bọn mình ra chơi. Sau lúc đi học về thì bọn mình có đi vào công viên chơi. Lúc lắc đi. Đứt mẹ. Con đấy để anh em để chơi với nó. Đang con bọn mình ngồi trà đá xong rồi uống ăn bim bim các thứ. Xong rồi con Thanh nó làm rơi bim bim. Uống nước xong thì bọn mình chạy sang công viên chơi. Eo thế như phá. Eo xong rồi nó bỏ lại tao một mình ấy. Máy phải chở tới vẫn xuống được. Hôm nay tao đi mượn xuống một thằng này xong nó cho tao mượn xuống này. Chết rồi. Em lúc sau mượn được cái xe này. Xong ngựa ngựa chơi đá bóng ấy. Ôi ôi. Xong rồi tao bị đá vào tay ấy. Cay vãi trường. Sau đấy bọn mình gặp em này. Kiểu nói chuyện cay cực. Em kiểu bọn mình bu quanh nó ấy, xong rồi nó run và kiểu nó không nhấn được cái bàn phím luôn ấy.